giá cây xạ đen hòa bình là bao nhiêu mua ở đâu chất lượng cây xạ đen hòa bình đã bao giờ bạn được nghe đến thảo dược cây xạ đen hòa bình chưa bạn có biết tác dụng của cây xạ đen không bạn có nghe đâu đó người ta có nhắc đến sản phẩm cây xạ gen đúng không ạ à? các bạn đã tận mắt được xem hình ảnh thực tế của cây xạ đen chưa những đối tượng nào được sử dụng cây xạ đen đối tượng nào không được dùng xạ đen và rất nhiều câu hỏi khác của khách hàng cần có câu trả lời vậy trong bài viết hôm nay chúng tôi công ty dược liệu Hòa Bình xin hân hạnh được giới thiệu chi tiết tới các bạn về thảo dược cây xạ đen và giải đáp những thắc mắc từ khách hàng về cây xạ đen giá niêm yết, bán lẻ. 130.000 đồng trên 1 kg bán sĩ gọi cho mình nhé 0976836586 bất kỳ một loại cây nào cũng có những đặc điểm nhận biết riêng biệt qua hình ảnh của thân lá hoa quả và cây xạ đen cũng vậy cũng có những đặc điểm riêng biệt không lẫn được với bất kỳ loại cây nào và những đặc điểm đó như thế nào cùng mình tìm hiểu và đọc bài viết dưới đây nhé đặc điểm hình dáng của cây xạ đen xạ đen danh pháp hai phần là loài thực vật thuộc họ célastre chúng được rót bến thắm miêu tả khoa học đầu tiên năm 1851. Cây xạ đen còn có các tên gọi là bách giải, đồng triều, bạch bạn hoa, cây dây gối, thuộc chi đây gối, hay quả nâu, hoặc cây ung thư, dân tộc mường, Việt Nam. Xạ đen thuộc loại cây dây leo thân gỗ, mọc thành búi, dễ trồng. Thân cây xạ đen dạng dây dài 3 đến 10 mét. Cành tròn, lúc non có màu xám nhạt. Không có lông, sau chuyển sang màu nâu, có lông, về sau có màu xanh. Phiến lá hình bầu dục xoay ngược. Thường có 7 cặp gân phụ, bì có răng thấp, mặt lá không có lông, lá không rụng theo mùa. Cuốn lá dài 5-7mm. Chùm hoa ở ngọn hay ở nách lá, dài 5-10cm. Cuốn hoa xạ đen 2-4mm. Hoa mẫu 5. Cánh hoa trắng, hoa cái có bầu 3 ô quả nang hình trứng, dài cỡ 1cm, nổ thành 3 mảnh. Hạt có áo hạt màu hồng. Ra hoa tháng 3 đến 5, ra quả tháng 8 đến 12. Hành trạnh đi tìm và nhân giống cây xạ đen trên núi Hòa Bình. Các bạn có biết không từ ngày xưa khi xạ đen chưa có nhiều như bây giờ thấy được cây xạ đen cũng vô cùng khó khăn. Mình còn nhớ bố mẹ mình kể lại là xã đen không có nhiều trên núi và rất hiếm vì cũng nhiều người lấy, phải đi qua nhiều núi và tìm kiếm mới may mắn tìm được một bụi xã đen. Xã đen trên núi và được lâu năm nên chúng khá là to mặc dù thân leo những có những thân khá to bằng chua dao và leo dài trên vách núi bám vào các cây khác khiến cho việc lấy khá khó khăn có một đặc điểm của xạ đen đó chính là khi đi qua mùi rất thơm đây cũng chính là cách đi núi phát hiện ra cây xạ đen nếu như không thấy lá của chúng ở đâu. Không phải cứ lên núi là tìm thấy xạ đen có những lần bố mẹ mình đi và không tìm thấy nên kinh nghiệm đi lấy xạ đen trên núi là rất quan trọng. Nhiều người lấy, chính vì vậy xạ đen ngày một khan hiếm dần và bố mẹ mình đã tìm những cây con mà hạt xạ đen rụng xuống và mọc ở dưới gốc của chúng rồi sau đó mang về trồng tại đồi và vườn nhà dần dần nhân giống ra như bây giờ mới có đủ nguồn xạ đen cung cấp cho khách hàng xạ đen là dạng thân leo nên khi trồng chúng mọc thành từng bụi nên khi chúng phát triển nếu có cây khác chúng sẽ leo bám để phát triển nếu chúng ta để càng lâu thì chúng càng leo dài và phát triển mạnh thành bụi to và nhiều cành phân thành nhiều nhánh Hiện tại nguồn dược liệu sa gen ngoài tự nhiên hầu như là còn rất ít và khan hiếm nên cần được nhân giống và bảo vệ để có đủ được nguồn dược liệu cung cấp ra cho mọi người. Bạn có biết nơi phân bố cây xạ đen? Ngày trước khi xạ đen chưa được nhiều người biết đến thì chúng vẫn còn mọc hoang trên núi đồi và ở những bờ rào. Sau khi biết đến những tác dụng quý mà nó mang lại thì nhiều người bắt đầu săn tìm, thu hoạch với giá rất cao dần dần nguồn xạ đen trong tự nhiên bị cạn kiệt khan hiếm xạ đen thích hợp sinh trưởng và phát triển ở vùng đồi núi các tỉnh như hòa bình ninh bình phú thọ sơn la nhưng theo nghiên cứu của y học hiện đại xa gen được trồng tại địa bàn tỉnh hòa bình sẽ cho chất lượng tốt hơn so với các tỉnh khác do khí hậu thổ nhưỡng và một số yếu tố khác mà xạ đen được trồng tại mỗi khu vực khác nhau sẽ cho chất lượng khác nhau tác dụng của cây xạ đen. Kết hợp lại với nhau có thể kết luận xạ đen là một loại thảo dược rất tốt đối với cơ thể chúng ta. Theo như kinh nghiệm của các gia làng người mường thì cây xạ đen có những tác dụng sau, cộng hỗ trợ chữa các bệnh về ung thư như ung thư gan, ung thư phổi, ung thư cổ tử cung. Cộng hỗ trợ chữa các bệnh về gan như ung thư gan, sơ gan cổ chướng, viêm gan, cộng cây xạ đen hỗ trợ trì chứng mất ngủ rất tốt cộng cây xạ đen trong việc hỗ trợ chữa muộn nhọt lỡ ngứa cộng hỗ trợ chữa bệnh cao huyết áp cộng hỗ trợ chữa các bệnh về viêm nhiễm cộng tác dụng của cây xạ đen trong hỗ trợ chữa tiểu đường cộng hỗ trợ chữa máu nhiễm mỡ cộng tác dụng của cây xạ đen trong hỗ trợ tăng sức đề kháng chống bệnh tật cho cơ thể đối tượng sử dụng cây xạ đen những người bị mắc bệnh ung thư, u hạch, bướu. Kết hợp cây xạ đen với cây bán chi liên và cây bạch hoa xạ thiệt thảo. Những người bị mắc bệnh gan, viêm gan, sơ gan, gan nhiễm mỡ, chức năng gan suy giảm. Kết hợp cây xạ đen với cây cà gai leo hoặc cây xạ đen với cây an xoa. Những người bị huyết áp cao. Những người hay mất ngủ nhất nhà người già. Những người ăn uống kém khó tăng cân những người có hệ miễn dịch kém sức đề kháng yếu cách dùng cây xạ đen đạt hiệu quả tốt mặc dù chúng ta ai cũng biết đến những tác dụng quý của xạ đen nhưng để có được hiệu quả thì phải áp dụng đúng cách dùng liều lượng và cách uống thì mới phát huy được tác dụng của cây xạ đen mà rất nhiều người đã không Sử dụng đúng nên chưa có được hiệu quả như mong muốn vậy trong bài viết hôm nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu tới các bạn cách dùng cây xả đen chuẩn nhất để khi dùng sẽ có được hiệu quả cao. Cách 1. Lấy 100 gram thân và lá cây đem rửa sạch rồi cho vào ấm đun với 1,5 lít nước đun sôi 5 đến 10 phút rồi chắc lấy nước uống hàng ngày. Cách 2. Hãm tươi. Lấy lá xạ đen khoảng 20 đến 30 lá xạ đen tươi nhớ là các bạn nên chọn lá dài nhé đem rửa sạch rồi cho vào ấm hãm sau đó cho cho 1,5 lít nước sôi vào rồi đậy nắp lại ủ trong vòng 30 phút là dùng được. Lời khuyên Không nên sử dụng cho phụ nữ đang mang thai và đang cho con bú, trẻ nhỏ dưới 3 tuổi không nên cho uống những người đang xạ trị cần hỏi ý kiến của bác sĩ mới được dùng trong quá trình uống không nên ăn rau muống sử dụng các chất kích thích độc hại rượu bia thuốc lá dùng cây xạ đen có tác dụng phụ gì không có rất nhiều khách hàng có gọi điện đến công ty mình hỏi về vấn đề dùng cây xạ đen có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không có tác dụng phụ gì không như các bạn đã biết thì sa gen là thảo dược tự nhiên lành tính nên khi dùng các bạn yên tâm không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhé. Không chỉ những người bị bệnh mới có thể dùng được mà những người bình thường uống cây xạ. Đen để phòng bệnh cũng rất tốt uống hàng ngày như một vị trà. Phản hồi của khách hàng khi uống cây xạ đen. Chị Ly tại thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ. Xin chào công ty Dược liệu Hòa Bình, cảm ơn công ty đã có những sản phẩm chất lượng tới mọi người mình cảm thấy hài lòng về chất lượng sản phẩm từ khi dùng cây xả đen đến giờ mọi người trong gia đình ai cũng thích và uống. Mỗi ngày, và khi uống xả đen mình cảm thấy cơ thể khỏe hơn, sức đề kháng tốt hơn, ăn uống ngon miệng hơn, ngủ cũng sâu giấc hơn và mình đã giới thiệu tới nhiều người hơn cùng sử dụng và họ cũng phản hồi tốt về sản phẩm cây xa gen của công ty tại sao sản phẩm cây xạ đen hòa bình của công ty dược liệu hòa bình lại được nhiều người lựa chọn sử dụng sản phẩm cây xạ đen mà chúng tôi cung cấp được chúng tôi khi trồng và chăm sóc theo phương pháp tự nhiên nên không dùng chất kích thích và chất bảo quản trong quá trình sơ chế chế cũng như đóng túi sản phẩm sản phẩm khi tới tay người tiêu dùng với giá hợp lý nhất thị trường sản phẩm chúng tôi được hút chân không nên các bạn yên tâm không bị ẩm mốc không vụn nát không pha trộn chính sách giao hàng nhanh tới tay người tiêu dùng và được kiểm tra hàng trước khi nhận mỗi khâu từ chăm sóc đến sản xuất bảo quản đều được kiểm tra nghiêm ngặt và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chính vì vậy mà khi đến tay người tiêu dùng khách hàng phản hồi hài lòng về chất lượng của sản phẩm chính vì vậy cây xạ đen hòa bình bình được mọi người biết đến và sử dụng nhiều trong cuộc sống công ty dược liệu hòa bình xin chân thành cảm ơn quý khách hàng thân yêu đã luôn tin tưởng ủng hộ sử dụng sản phẩm trong suốt thời gian qua và trong thời gian sắp tới bên mình sẽ mở rộng quy mô sản xuất và cung cấp tới tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt nhất